Cà rương 50 ngàn một ký, 45 ngàn là riêng cây. Sầu riêng bây giờ về chợ rất là nhiều ha. Họ bán rất là nhiều sầu riêng nha. Mặt bắc 35 ngàn đầu mùa, tóc 10 ngàn, rồi cá 20 ngàn, măng cục 45 ngàn, chân trôm từ 20 đến 35 ngàn. Nhánh thái 25 ngàn một ký. Riêng này bán sao anh? Vậy. Hay bán thùng hả? Thùng. Thùng nhiêu à? 50. 50 ký hả? Ký 50. Ký 50 ngàn hả? Cái này sầu riêng ri 6 hả? Vậy. Cái này ri 6 hả? Ri 6. Không có bán lẻ hả? Không. Dạ. Còn 4 mấy ký à? Hello, xin chào quý vị. Phương xin chúc quý vị ngày mới thật nhiều sức khỏe, an vui, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lớn nhất Sài Gòn. Hôm nay Phương sẽ review khu vực bán trái cây và khu vực bán rau củ quả tại chợ đầu mối. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với Phương nha. Chợ ở đây nằm trên số 141 quốc lộ 1A, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị nào muốn đi chợ đầu mối này mà không có rành đường thì ở trong cái điện thoại nó có cái phần Google Maps. Quý vị phần Google Maps, quý vị tìm kiếm cái từ khóa chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thì cái ảnh của chợ sẽ hiện ra và bấm vô cái ảnh đó. Thì ở dưới nó có cái phần chỉ đường đi á, quý vị bấm vào phần chỉ đường đi á thì Google Maps sẽ chỉ đường quý vị tới chợ đầu mối này nha. Khu vực này họ chuyên bán xài cá hà lộc á, xài cá hà lộc mà loại VIP á, giá nó khoảng từ 30 tới 35 ngàn một ký á. Tại năm nay xài cá hà lộc á họ xuất khẩu qua Trung Quốc á, tôi mua nhiều lên giá hơi cao ha. Mỗi năm thì không có được thu mua nhiều thì giá nó rẻ. Còn năm nay thì xuất khẩu đi nhiều. Đây là khu vực bán ở trong vựa, trong sạp, trong kiosk nha, trong nhà lồng nha. Và ở đây họ bán nguyên một thùng xoài, nguyên một thùng gì đó. Những tiểu thương buôn bán lớn họ mới mua được ở trong đây. Tại vì một thùng như vậy nó có từ 30kg tới 40kg, có khi 50kg luôn. Họ không có bán lẻ ha. Nửa thùng họ không bán. Quý vị phải mua nguyên một thùng gì đó. Và không có được lựa nha. Mình ưng thùng nào thì mình xách nguyên cái thùng đó ha. Thì ở dưới nhiều khi nó cũng hên xui á, nó có cái những cái trái nó nhỏ hơn hay là nó bị dập á thì mình cũng phải lấy hết nha. Đu đủ 7 ngàn một ký, rau muống 10 ngàn một ký, cắt 10 ngàn một ký, cắt chanh 12 đến 14 ngàn một ký thì tôi loại. Bắp cà xú 15 ngàn một ký, bắp cải thảo 13 ngàn một ký, khoai tây 13 ngàn một ký, củ hành tây 13 ngàn một ký, củ cây trắng 7 ngàn một ký, củ cây đỏ 2 ký 15 ngàn. Đây là khu vực chuyên bán sỉ rau củ quả cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ. Họ cũng bán từ 4 giờ sáng đến 1 giờ trưa, buổi chiều thì họ nghỉ, họ không có bán nha. Và ở đây thì quý vị mua 1 ký trở lên thì sẽ được tính giá sỉ nha. Và giá sỉ ở đây thì rẻ hơn chợ lẻ rất là nhiều nha. Hành lá 10 ngàn một bó, bó khoảng ký lô. Củ hành 35 ngàn một ký, su hào 10 ngàn một ký. Xà lách búp này 30 ngàn một ký, có loại 25 ngàn một ký. Xà lách cây 30 ngàn một ký. Củ gừng 35 ngàn một ký, có loại 45 ngàn một ký. Củ riền 15 ngàn một ký. Củ tỏi 45 ngàn một ký. Rau củ quả hôm nay thì về chợ rất là ít và tăng giá rất là cao. Tại vì nguyên do là do bị những cái cơn mưa đổ mùa cho nên là bị ảnh hưởng tới rau quả, cho nên là giá hơi cao ha.
gia tăng giá nhiều mặt hàng, tăng gấp đôi gấp ba luôn ha. Bí xanh 16 ngàn một ký, ở đây nó muốn họ bán 7 ngàn một ký, 10 ngàn một trái. Phải mở 12.000 ký, cây sò 15.000 ký này, đậu phộng từ 20.000 ký tới 25.000 ký thì ta loại. Ớt chuông ở đây họ bán 25.000 ký, ba màu xanh đỏ vàng. Dưa leo bi 10.000 một ký, cái leo trái bừng 13.000 một ký, cà bắp 13.000 một ký, bí đỏ 12.000 một ký. Nếu quý vị muốn đi chợ đầu mối này á, và đi từ hướng miền Tây về hướng miền Đông á, tức là hướng An Sương về Suối Tiên á, thì mình đi ra quốc lộ 1A, đi qua cầu Bình Phước, nhìn phía bên trái là gặp chợ đầu mối liền nha. Còn nếu quý vị đi từ hướng miền Đông về hướng miền Tây á, tức là đi từ hướng cầu Đồng Nai về hướng An Sương á, thì mình đi cũng đi ra quốc lộ 1A, đi qua cầu vượt Sóng Thần hơn một cây số á, gặp cầu vượt Cò Dưa, nhìn phía bên phải là gặp chợ đầu mối liền nha. Dưa Hình Long á, 45.000 một ký. Và cá Thà Lộc 30.000 một ký. Bơ 034 20.000 một ký. Cá vàng 25.000 một ký. Chôm chôm 20.000 một ký. Con tôm Thái 30.000 một ký. Lai nâu 25.000 một ký. Chỗ này sẽ cá Hà Lộc 20.000 một ký. Xoài Úc 20.000 một ký. Xoài Úc và cây trái cái đít nó đỏ đỏ nha. Quýt đường 20-25.000 một ký. Rồi sẽ cá Đọc 20.000 một ký. Sáng 30.000 một ký, rồi cá Hà Lộc cái này 30.000 một ký. Rồi cá Hà Lộc xương ngọt 35.000 một ký. Đây có mần Hà Nội á, đầu mùa giá nó hơi cao, họ không có đề giá ha. Đây có vải nè. Rồi mần cầu dài Thái. Có dâu là dâu 30.000 một hộp. Có cái mần Hà Nội nè, bữa nay 35.000 một ký á, đầu mùa giá hơi cao. Lê đường 25.000 một ký. Măng cầu sim, măng cầu dai họ không có đề giá ha. Này măng bắt là 30.000 một ký. Lê đường giòn ngọt 20.000 một ký. Táo này,
cái đu 10.000 một ký, chân cơm thái 25.000 một ký, mít ruột đỏ này rất là rẻ luôn, có 10.000 một ký mít ruột đỏ nha, rất là rẻ luôn. Có sầu riêng thì ri 6 khoảng 50.000 một ký, táo đường 25.000 một ký. Này họ bán mít rất là nhiều luôn ha, mít rất là nhiều mít. Sợi thái 12.000 một ký, sợi keo 10.000 một ký. Dâu tây Đà Lạt 100.000 một ký, măng cụt 50.000 một ký, măng cầu VIP 35.000 một ký, măng cụt thái 50.000 một ký. Đây là sầu riêng bán rất là nhiều, sầu cá Hà Lộc 20.000 tới 25.000 một ký. Cho lúc này khoảng 5 giờ sáng ha. Khu này là khu vực chuyên bán sỉ số lượng lớn. Ngay chỗ đầu chợ A ha. Ngay cổng đầu tiên của chợ A nha. Chợ A thì là chợ chuyên bán sỉ trái cây nha. Còn chợ B thì là chợ chuyên bán sỉ rau củ quả. Thì mỗi một khu khu A như vậy là khoảng có hơn 530 sạp á. Và chợ B cũng vậy hơn 530 sạp. Đó là phía trong nhà lồng ha, cho trong chợ ha, còn phía ngoài thì họ bán rất là nhiều, phía ngoài thì không có tính được ha. Ở trong đây thì họ bán số lượng lớn không mà, và họ không có đề giá ha. Có nhiều cái mặt hàng Phương không có cập nhật giá được, tại vì Phương đi quay á, Phương hỏi giá thường xuyên á, họ biết mặt Phương á, và nếu mà hỏi thường xuyên thì họ sẽ cự ha, cho nên là Phương không dám hỏi nhiều. Thì cái khúc nào Phương nắm bắt được giá thì Phương sẽ chia sẻ với quý vị ha. Còn có nhiều cái mặt hàng Phương không có nắm bắt được giá lên, không có chia sẻ được với quý vị nha. Có nhiều quý vị hỏi Phương quay bằng thiết bị gì mà sao cái màn hình nó rung nắc nhiều quá. Tại vì ở đây mình không có xài cây chống rung được ha. Thì bây giờ thì ai cũng quay video họ cũng biết mua cái cây chống rung có 1.000.000 về mình quay á. Thì nó màn hình nó sẽ không bị rung lắc ha. Nhưng mà ở đây họ không có cho quay video á, cho nên không thể nào xài cây chống rung được á. Cho nên là rất là khó quay. Rất là mong quý vị mình xem video mình thông cảm ha. Tại vì ở đây chợ này bảo vệ họ không có đồng ý cho quay video ha. Thường là thông thường là những cái chợ ở trong Sài Gòn thì đa số rất là nhiều chợ họ có bảo, cái chợ nào mà có bảo vệ là họ không có đồng ý cho quay video ha. Tại vì nó liên quan tới nhiều thứ lắm. Chợ ở đây thì bảo vệ rất là nhiều luôn. Và tiểu thương ở đây có một số họ cũng không có thích cho mình quay video á. Nếu mà mình quay video thì họ sẽ thông báo với bảo vệ để bắt mình nha. Cho nên là rất là khó quay và khó thực hiện những cái video mà hay ở trong cái chợ này nha. Thì có rất là nhiều kênh YouTube tới đây quay rồi cũng bỏ chạy không có quay được ha. Cho nên là việc quay video ở đây rất là khó. Rất mong quý vị mình xem video mình thông cảm nha. Nhiều khi Phương quay video mà Phương không có dám hỏi giá luôn. Nếu mà mình hỏi giá thì họ sẽ biết mình đang quay video ha. Họ sẽ không đồng ý ha. Cho nên là mình quay video thì mình cũng khéo khéo, mình né, mình quay để quý vị khán giả mình biết chờ thôi ha. Còn quay mà cho đẹp và tiếp cận được những cái giá cả trong nhà chợ và trong nhà lồng này thì rất là khó nha. Hầu như là mình không thể thực hiện được á. Phương đi quay lúc này khoảng 5:30 sáng. Thì lúc này thì có một số sạp họ cũng bán hết hàng, họ đóng cửa, họ nghỉ. Còn một số sạp họ còn hàng thì họ sẽ bán tới 10 hoặc 11 giờ. Họ mới nghỉ nha. Buổi chiều thì họ không có bán. Buổi tối thì họ họp chợ từ lúc khoảng 19 giờ tới khoảng 5-6 giờ sáng thì chợ nghỉ. Và cũng có một số sạp thì họ tới 10 giờ, 11 giờ họ mới nghỉ nha. Khu vực là trong vườn này họ bán xoài rất là nhiều xoài ha. Cái xoài Úc nè,
Sẻ Úc thì giá nó vào khoảng 10.000 một ký á, nhưng mà quý vị phải mua nguyên một thùng á, thùng khoảng 30-40 ký á. Còn mua lẻ ở ngoài thì giá nó khoảng 15.000 một ký. Tiểu thương ở đây họ rất là sợ cho quay video á, họ sợ mấy cái ông nhà báo dởm á lên quay rồi nói lung tung á, làm ảnh hưởng tới chợ, cho nên họ thấy quay video thì họ rất là dị ứng ha. Rồi chưa nói có nhiều kênh YouTube á tới quay rồi nói những cái điều tiêu cực á, rồi bất lợi tới tiểu thương, rồi bất lợi tới nông dân, rồi bất lợi tới chợ, ảnh hưởng tới chợ rất là nhiều. Cho nên là tiểu thương họ thấy quay video là họ không có thích á, không có đồng ý luôn á. Tại vì họ không có được cái lợi gì á, mà ảnh hưởng tới chợ thì nhiều hơn á, cho nên là tiểu thương họ cũng muốn yên ổn kinh doanh á, cho nên họ không có muốn lên sóng ha, cho nên rất là khó. Phương đi quay thì Phương chỉ nói về những cái điều tích cực á, và Phương quay những cái chỗ nào mà nó tích cực, không có ảnh hưởng tới chợ á, và nó không có ảnh hưởng tới tiểu thương á, thì Phương mới quay ha. Có nhiều kênh YouTube á, họ câu like câu view á, họ tới đây họ quay á, họ hay nói cái những cái điều tiêu cực á, không có sự thật á, để ảnh hưởng tới tiểu thương, ảnh hưởng tới nông dân, ảnh hưởng tới chợ. Cho nên là tiểu thương họ đây họ thấy những ai mà cầm cái điện thoại hay cái máy quay mà quay á, là họ không có đồng ý, họ không có thích á, và họ sẽ thông báo mấy bảo vệ ha. Cho nên là mọi thứ ở đây quay rất là khó nha. Khu vực này chuyên bán cam, cam sành miền Tây á, có rất là nhiều loại cam luôn. Cam thì giá từ 6.000 tới 7.000 tới 8.000 tới 9.000 một ký tùy theo loại. Cái loại này 8.000 một ký nhìn trái cũng rất là bự và ngon nha. Cái ruột đó rất là vàng ha, vàng đậm, rất là đẹp luôn. Có nhiều quý vị khán giả vô kênh của Phương bình luận nói sao lúc này ra ít video quá, sao không ra nhiều video hơn á. Thì nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Phương ra nhiều video quá, Phương ra bị lỗ á. Tại vì nhiều khi quý vị xem video á, quý vị không có bấm like ủng hộ Phương á. Nhiều khi kênh của Phương á, một video lên tới 5.000 lượt xem. Và lượt like thì có mấy trăm lượt like rất ít lượt bấm like. Và lượt bình luận cũng rất ít. Nhiều khi quý vị chịu khó like cho Phương để ủng hộ Phương nè. Vô bình luận thả tim thôi cũng được, để kênh có nhiều sự quan tâm á, thì mới được đề xuất, thì mới được nhiều người xem á, thì Phương mới có kinh phí để Phương tiếp tục đi quay hàng ngày ha. Còn cái lượng xem video 4-5 ngàn thì Phương đi quay Phương bị lỗ á, cho nên Phương hạn chế quay, một tuần Phương đi quay có một lần thôi đó. Thì quý vị mình nếu mà muốn Phương tiếp tục đi quay thường xuyên thì nhớ nhấn nút like video và nha, bình luận ủng hộ Phương ha. Mình không mình thả tim thôi cũng được, vô bình luận mình thả tim thôi cũng được. Để YouTube thấy có nhiều lượng quan tâm thì sẽ đề xuất cho video của Phương lên xu hướng ha. Hồi lúc mới thành lập kênh thì kênh có 1-2 ngàn lượt đăng ký, thì video của Phương đăng lên cũng 1-2 ngàn lượt xem. Bây giờ kênh tới 25-26 ngàn lượt đăng ký thì đăng lên kênh cũng chỉ có 4-5 ngàn lượt xem á, khiến cho Phương cảm thấy nản chí, rất là nản luôn. Cho nên là Phương ít đi quay lại á. Tại vì hồi đó Phương nghĩ là khi mà Phương có nhiều lượt đăng ký á, thì Phương đăng lên sẽ có nhiều lượt xem. Nhưng bây giờ thì cái lượt đăng ký thì Phương thấy nó cũng ổn rồi, cũng hơn 25.000 lượt đăng ký rồi. Nhưng mà lượt xem thì nó vẫn lèo tèo và nó vẫn ít như lúc mới thành lập kênh á. Cho nên là Phương rất là nản luôn. Phương hạn chế Phương đi quay để Phương có thời gian để Phương làm công việc khác của Phương nữa. Phương bán hàng trên TikTok nè, rồi Phương bán hàng trên Shopee á, cho nên lúc này Phương phải tranh thủ Phương đăng quần áo á, Phương làm những cái bài viết ở trên TikTok, trên Shopee để Phương bán quần áo á. Thì trên Shopee của Phương là quần áo sĩ Phương Anh ha, còn ở trên TikTok thì thời trang Phương Anh. Thì đó là hai cái kênh Phương bán chuyện bán quần áo. Thì quý vị nào muốn có nhu cầu mua quần áo thì ghé những cái kênh đó ủng hộ Phương, mua ủng hộ Phương nha. Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều. Lan Nhật 13.000 một ký, bây giờ 13.000 ký, khoai tây 15.000 một ký. Khoai mật 22.000 ký, khoai mì 10.000 một ký. Khoai mông cao 20.000 một ký. Củ gà 20.000 một ký, củ sắn 10.000 một ký. Củ hành tây 14.000 một ký. Ở Việt Nam mình thì những người mà làm những kênh YouTube nhỏ như Phương thì thường là hay bị lỗ. Tại vì người ta xem quảng cáo rất là ít, họ thường khán giả họ thấy
quảng cáo đó họ bấm bỏ qua, mà những kênh YouTube thì họ sống nhờ những cái quảng cáo đó, họ mới có tiền, mới có thu nhập để họ có kinh phí họ đi quay, trong khi khán giả xem thì họ thường hay bấm bỏ qua, cho nên là thu nhập ở YouTube Việt Nam những kênh nhỏ như Phương thì rất là ít, thường hay bị lỗ và lỗ thời gian rất là dài, kéo dài luôn, nhiều khi 1-2 năm là bình thường. Những kênh nào mà may mắn được đề xuất nhiều và cố gắng thì sẽ đi tiếp ha. Còn những kênh nào mà không có may mắn thì đi một thời gian thì sẽ nản và sẽ bỏ cuộc ha. Nhà Phương thì Phương bán quần áo, cho nên là những cái thời gian rảnh này thì Phương có thời gian dư ra thì Phương đi làm YouTube, chứ nếu mà bỏ hết toàn bộ công việc đi làm YouTube thì lỗ rất là nhiều luôn, không có ai chịu nổi ha. Tại vì những công việc này thì Phương làm, Phương chủ yếu là những thời gian rảnh Phương làm kiếm thêm thôi, chứ thực tế thì nhà Phương bán quần áo thì cũng công việc rất là nhiều, nhưng mà Phương thích trải nghiệm bên YouTube này nên Phương làm thêm. Nhưng mà thường là Phương làm Phương không có lời Phương bị lỗ nhưng mà thời gian dư thì Phương cứ đi làm thôi, nhưng mà Phương cũng làm từ từ tầng Phương ra video từ từ để Phương vừa làm Phương vừa thăm dò hoài mà cũng chưa có thành công Video của Phương Phương chỉ cần cắt một khúc Phương đăng lên TikTok thôi là có hàng trăm ngàn lượt xem, có video 1 triệu mấy lượt xem ở trên TikTok, thì video nào của Phương đăng một khúc thôi cũng được đề xuất và rất là nhiều người xem. Trong khi ở bên YouTube này thì Phương đăng lên họ không có đề xuất cho Phương luôn, không có người xem ít, rất ít người xem. Còn bên YouTube kênh TikTok của Phương thôi rồi khách xem dữ lắm luôn, có nhiều video tới 5-6 ngàn bình luận, 10 mấy ngàn lượt tim, lượt thích luôn và bên đó thì họ đề xuất rất là nhiều. Còn bên đây thì Phương cũng không hiểu sao họ không có đề xuất ha, rất là khó. Ở bên đó thì họ xem miễn phí không có được, Phương không có được nhận tiền từ quảng cáo ha, cho nên là Phương cũng ngại đăng lắm, Phương đăng rất là ít. Có khi Phương thích thì Phương đăng, không thích thì Phương không đăng, nhưng mà lại họ lại đề xuất rất là nhiều người xem ha. Còn bên đây thì cố gắng đăng nhiều, làm tốt hơn, hay hơn, nhưng mà họ không có đề xuất, cho nên là video của Phương hầu như là rất ít người xem. Một video có 4-5 ngàn người xem nó không có thấm vào đâu luôn Thường là Phương rất là bận, cho nên là bên đó khán giả bình luận rất là nhiều, nhưng mà Phương không có thể nào trả lời hết tất cả khán giả bên TikTok ha. Còn bên đây thì những khán giả nào bình luận ở bên đây thì Phương đều quan tâm và Phương trả lời rất là chu đáo ha. Tại vì ở bên TikTok thì miễn phí cho nên là Phương không có dành nhiều thời gian cho TikTok, nhờ bên đó là video lại nhiều người xem Cà chua hôm nay mát lắm luôn, từ 30 tới 35 ngàn ký thì theo loại. Dưa leo này lên giá 13 ngàn một ký. Hành lá 15 ngàn một ký, có làm 18 ngàn một ký, 18 ngàn thì hành đẹp hơn. Cúc quế 25 ngàn một ký. Cơ mở 12 ngàn một ký, bí đậu non 10 ngàn một ký. Rau cải hôm nay vô mùa mưa chắc giá cũng khá cao, họ không có đề giá nha. Mọi ngày họ đề giá, hôm nay thì rau cải rất là khan hiếm luôn. Trời xe cứ ngắt luôn Thank you.
thêm 7.000 một trái, có loại 14.000 trái. Ớt là từ 25.000 tới 35.000 một ký, ớt sừng 25.000, ớt chi thiên 25.000, ớt hiện là 30.000-70.000 một ký. Khoai lang Nhật 10.000 một ký, khoai mì 10.000 một ký, khoai mỡ 10.000 một ký, khoai sò 13.000 một ký. Cà cà tím 10.000 một ký, cà tím 25.000, cà qua 13.000 một ký, bầu 13.000 một ký, bí xanh 15.000 một ký, đầu cô ve 25.000 một ký. Nấm trắng 8.000 một bọc, nấm lâu 8.000 một bọc, nấm già 10.000 một hộp, nấm đơn cô 20.000 một bọc mình. Công ty 50.000 một ký á. Ớt chuông Đà Lạt 15.000 một ký, thịt thái đường 20.000 một ký. Bông bon 45.000 một ký, bông bon Thái, chôm chôm Thái 40.000 một ký, chôm chôm nhà đang đầu mùa. Tháo đường 10.000 một ký. Dầu 50.000 một hộp, hộp khoảng để ký. Sơ cá thành lạc 40.000 một ký, mới còn dài 30.000 một ký. Lê 15.000 một ký, táo 20.000 một ký. Ở đây có mì Thái, họ không có đầy giá. Dưa lê 15.000 một ký, sơ mô 20.000 một ký. Mỗi giờ tăng 30.000 một ký. Cà bồ chín 20.000 một ký, ổi Đài Loan 15.000 một ký, ổi ruby 18.000 một ký, ổi nước hoa 17.000 một ký. Bánh gần xin 45.000 ký bao cắt.
mơ không trên 30 ngàn một ký. Khu vực bán bưởi, bưởi từ 25 đến 30 ngàn ký thì theo loại bưởi xanh, có loại 35 ngàn ký. Bờ canh dây 15 ngàn một ký, có là 18 ngàn một ký. Cam 10 ngàn một ký, quýt đường 15 ngàn một ký. Bơ chín 25 ngàn ký. Cam từ 10 đến 11 ngàn ký. Bán sầu riêng. Máy cầu sim ở đây 40 ngàn một ký. Cầu viên Y6 hạt lép bao ăn 90 ngàn một ký. Cầu viên Thái hạt lép 80 ngàn một ký. Y6 có loại 70 ngàn ký. Có loại 50 ngàn một ký thì cái trái nó nhỏ hơn ha. 50, 60 rất là nhiều. Video này tôi quay vào ngày 12 tháng 5 2024. Video của Phương đến đây cũng dài rồi, Phương xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem hết video của Phương. Quý vị nào chưa đăng ký kênh á, thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video. Nhấn nút chia sẻ video để không bỏ lỡ thông tin mỗi khi Phương ra video mới nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị bằng một video tiếp theo.